theo yêu cầu của một số ít khách hàng mua hàng bên Bảo nha. Đó thì Bảo sẽ làm một máy bào hay là một máy cào gì đấy. Đó thì Bảo cũng không có rành, nhưng mà hầu như là người ta kêu máy bào tường, á nhầm, cào tường. Đó, sản phẩm này thì thương hiệu nội địa của Trung Quốc nha. Đó, con này nó có thùng là tiếng Trung Quốc luôn. Đó, nhưng mà giá nó cũng khá là chắc chắn, à giá cũng khá là cứng nha anh chị. Nếu anh chị nào mà xài nhiều á mà muốn ít tốn công thì mình mua con này về là yên tâm xài nhá, nó quá là đã luôn. Đó, anh này thì mua về thì anh rất là lợi cái là mình có thể là thay thế được rất là nhiều nhân công luôn. Mình bào tường này để mình ốp gạch này, bào nền xi măng để mình ốp gạch là quá đã luôn nha. Đó thì Bảo sẽ giới thiệu một sản phẩm nội địa của Trung Quốc nha. Đó, màu của nó thì khá đẹp luôn. Đó, Bảo sẽ giới thiệu phụ tùng bên trong xem nó có những gì. Đó, cho anh chị nào mà thích thì vào xem vui thôi nha. Cái này thì nó cũng ít ăn xài lắm, hầu như là xây nhà ốp gạch mới xài nha. Đó, phụ tùng bên trong là có một dây tầm khoảng 1 mét nha, để nó hút bụi đi ra ngoài. Một cổ dê, một phiếu bảo hành chính hãng là 6 tháng anh chị ạ. Hàng của Trung Quốc nha, nội địa Trung Quốc là xài là cũng bền dữ lắm á. Đó, than sơ cua luôn. Này thì phụ tùng đó nhiêu đó là xài rồi. Còn cái này là cái gì đây? À, này là lưỡi sơ cua anh chị ạ. Lưỡi sơ cua hay là gắn vào đây thì bảo cùng anh chị đi vào tìm hiểu con máy. Đó, máy này nhìn thì có vẻ là rất là kỳ quái ạ. Con này thì anh chị nào mà quen thì mình biết ngay. Đó, thứ nhất là anh này là xài hai tay nha anh chị, phải cầm như thế này bào tường. Đó, lưỡi thì bao nhiêu thì lưỡi thì tầm 1 tấc rưỡi nha anh chị, bào tường 1 tấc rưỡi. Con này mà ốp gạch á bào siêu nhanh luôn. Đó, mình không có cần là lấy đục này, khoan 3 chiếc tỉa tỉa tường làm gì, đem anh này vào bào nha. Đó, cái này thì bảo nghỉ nó gắn vào đây anh chị ạ. Gắn vào đây thì phải, cái anh này thì anh răng ngược anh chị ạ, bảo vặn nhầm mắt. Đó, cái này thì rất là cần cho nhiều anh chị mà sửa nhà, là mua cái này về là tiện lợi nhất nha. Bảo khá là nhanh luôn, nhà mình bào một buổi không là nhà cũng vài chục mét vuông. Đó là bảo nó đoán đoán vậy thôi nha, chứ tùy công sức với là thợ chuyên nghiệp hay không. Bảo thì không chuyên nghiệp nên là bào nó cũng chắc một ngày bào 2 mét là mạnh lắm rồi đó. Đó, đế này anh chị thấy không, đế khá là sáng bóng luôn, ốc chắc chắn cực kỳ luôn. Này, đó, bằng thép. Bên này thì nó đóng bằng hợp kim nhôm nha, có ốc đồ luôn, đầy đủ hết luôn. Trên này thì nó có thương hiệu toàn là tiếng Trung Quốc anh chị ạ. Thay thang là mình thay ở hai đầu nha. Đó, thân máy là bằng nhựa luôn, tay cầm là bằng nhựa luôn. Rồi nó có tem của Trung Quốc đầy đủ luôn. Rồi bảo sẽ giới thiệu thông số máy đi, xem anh này anh công suất ra sao. Đó, công suất thì quá là khủng luôn, 1200W. Nó xài điện 220 đến 240V, vòng tua là từ 1000 đến là 4000 vòng trên 1 phút luôn. Đó thì nó quá sướng rồi, mua con này về là yên tâm bào liên tục, bào công trình nhiều nhá. Sửa nhà mà nhà cao tầng hoặc là nhà cấp 4 là đều mua về xài được hết. Giá của anh này thì cũng khá là tốt anh chị ạ, hơi cứng một tí xíu thôi, nhưng mà bỏ ra số tiền là 2 triệu 500 nghìn để mình mua con này về, thay thế rất là nhiều nhân công để mà tỉa gạch đục tường thì nó quá là xứng đáng với mình luôn. Đó, công tắc nó khóa công tắc này, mình cầm cái này mình bào nha. Con này thì chạy bảo nghỉ cũng khá là ok nha. Đó, bảo sẽ lấy cái con ốc ngược này ra rồi bảo chạy thử cho anh chị nghe nha. Con này thì bào nó quá đã luôn. Đó, ghim điện test thử cho anh chị nghe thôi, chứ cũng không có tường mà test cho anh chị xem luôn. Đó, êm gì không, siêu êm luôn anh này, anh siêu êm. Đó, quá đà anh chị ạ. Rồi, cái này thì nó có rất là nhiều ứng dụng luôn, mình mua về mình bào đủ thứ, mình bào nền không lẽ bảo chơi luôn cái bàn này cho nó vui. Đó thì với mức giá là 2 triệu 500 nghìn mình được một con máy bào tường nhá, bào để mình ốp gạch lại này, sửa nhà thì mình mua con này là tiện lợi nhất nha. Giá 2 triệu rưỡi thì nó cũng khá là vừa phải rồi đó, hơi hơi cứng một tí xíu, nhưng mà có nhu cầu là mình mua ăn này về
xài là không có cần nhân công nhiều, nó cũng lợi công nha. Thì anh chị nào có nhu cầu thì mua một sản phẩm máy bào tường hoặc là máy cào tường gì đó thì liên hệ cho cửa hàng Bảo nha. Giá thì nó quá là hợp lý rồi, 2 triệu 500 nghìn được bao ship nha. Có thùng đựng xịn này, chắc chắn nè, thì nó quá tiện lợi luôn. Đó thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Đó thì bây giờ thì Bảo xin chào anh chị đi. Mình xem xong video là bấm đăng ký kênh nha. Đó, nhận những thông báo với là những clip tiếp theo, Bảo sẽ làm nhiều thương hiệu hơn với là nhiều sản phẩm nó tốt cho nhiều anh chị xài công trình nha. Rồi bây giờ Bảo xin chào tạm biệt anh chị.